Báo cáo thủ trưởng, hôm nay tiểu đoàn 3 sẽ tuần tra dọc biên giới từ cột mốc 259 đến cột mốc 620. Xin ý kiến chỉ đạo. Được, đồng chí cho triển khai ngay. Rõ. Tất cả chú ý. Nghiêm. Đằng sau, quay. Xuất đất. Báo cáo, đã xảy ra xung đột với 5 tên, 1 tên bị thương diệt, 4 tên đã được bắt sống. Có 2 chiến sĩ của chúng ta bị thương, báo cáo hết. Được, tất cả các đồng chí hãy nhanh chóng đưa những người bị thương tới bệnh viện. Rõ. Các đồng chí, giải trung đi. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi bắt được tên này còn lành lặn. Được, đồng chí trực tiếp khai thác đấu tranh. Rõ. Còn đồng chí Tâm. Dạ. Kiểm tra tang vật thu giữ được, lập biên bản, viết báo cáo và vẽ lại sơ đồ hiện trường vụ án. Rõ. Giải đi. Giải nó đi. Chúng tôi mang hàng trong chư. Chư nào? Nhà đâu? Chưa mường cả. Nhà có trang trại to lắm. Mấy người đi cùng với anh tên là gì? Nhà ở đâu? Chúng nó người Trung Quốc. Tôi chỉ được thuê dẫn đường, đưa chúng sang giao hàng cho ông Trư. Giao ở trong trang trại à? Không, giao ở chân đèo Cắn Tỉ. Ai nhận hàng? Khi nào giao? Thằng Tuân, người nhà ông Trư. Tắt đèn đi, tà vàng đây. Chuẩn bị đủ tiền chưa? Cho tao xem. Hàng đâu? Trong này. Thả như tất cả bỏ xuống xuống. Bỏ xuống. Thả như tay bắn vỡ cho thằng này. Tất cả bỏ xuống xuống. Tất cả bỏ xuống xuống. Ừ, tất cả bỏ xuống xuống. Bỏ xuống xuống. Bỏ xuống. Rõ ra lên.
Trong trang trại có bao nhiêu người? Có súng không? Dạ. Nói nhanh! Tao không có thời gian đâu. Mồm mày đâu? Hỏi sao không nói hả? Dạ. Dạ có khoảng 20 người nhưng được trang bị súng và lựu đạn ạ. Tốt. Nếu chúng mày hợp tác thì sẽ được khoan hồng. Từ đây vào trong trang trại có bao nhiêu chốt gác? Dạ có 2 chốt thôi ạ. Nhưng người lạ, xe lạ không vào được đâu ạ. Tại sao? Vì các chốt sẽ gọi đàm báo vào trong trang trại. Quân ở trong trang trại sẽ phục đánh ngay ạ. Đây là con đường độc đạo ạ. Tí qua chốt gác, chúng ngồi trước phải diễn cho khéo. Đừng để bọn chúng nghi ngờ.